Này bà, hôm qua lần đầu tiên tôi thấy thằng Thành nói thằng Bảo gay gắt lắm. Cũng tốt thôi, thuốc đắng giả thật, sự thật mất lòng mà ông. Câu nói của người phụ nữ trong đoạn thoại này có nghĩa là lời nói của Thành tuy rất gay gắt, nhưng nếu Bảo có thể tiếp thu thì sau này cậu ấy có thể sẽ tốt hơn. Vậy câu nói thuốc đắng giả thật, sự thật mất lòng có nguồn gốc như thế nào? Hãy cùng Tinh Hoa TV giải đáp cho câu hỏi này. Thuốc đắng giả thật, sự thật mất lòng, một lời khuyên định giang sơn. Có lẽ câu thành ngữ thuốc đắng giả thật, sự thật mất lòng bắt nguồn từ một câu nói được nhắc đến trong sử ký Lưu Hầu Thế Gia, ghi chép về Lưu Hầu Trương Lương. Câu viết đầy đủ là: Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành, độc dược khổ khẩu lợi ư bệnh. Năm 207 trước công nguyên, Lưu Bang dẫn đầu quân khởi nghĩa lật đổ nhà Tần. Sau khi chiếm được Hàm Dương, ông dạo quanh một vòng cung điện quan sát, nhìn thấy quả là những tòa nhà lộng lẫy với rất nhiều báu vật khắp nơi. Đi đến đâu cũng thấy các mỹ nữ xinh đẹp bước đến cúi chào. Càng quan sát, Lưu Bang càng thấy tò mò, thích thú, nên quyết định sống trong cung điện một thời gian để hưởng thụ. Khi đó, Phàn Khoái, một vị tướng dưới quyền Lưu Bang, nghe được liền đến hỏi: Bái công muốn làm vua cả thiên hạ hay chỉ muốn sống như một người giàu có? Lưu Bang trả lời: Tất nhiên, ta muốn cả giang sang này. Phàn Khoái thành khẩn khuyên: Từ lúc Bái công tiến vào cung điện nhà Tần, đã thấy vô số báu vật và mỹ nữ, chúng là nguyên nhân khiến nhà Tần nhanh chóng sụp đổ. Thần mong Bái công lập tức trở về bá thượng, ngàn vạn lần không nên ở lại đây. Lưu Bang nghe những lời này của Phàn Khoái thì đưa bó ngoài tai, khăng khăng ở lại trong cung. Mưu sĩ Trương Lương biết được vội đến thưa với Lưu Bang rằng: Tần Vương vô đạo, sống xa hoa hữu bại, dân chúng tạo phản lực đổ ông ta, Bái công mới có thể vào đây. Ngài vì thiên hạ mà diệt trừ Bảo quân, lý ra nên cần kiệm. Bây giờ vừa vào đến đất Tần đã muốn hưởng thụ. Tục ngữ nói: Lời nói ngay thẳng thường không dễ nghe, nhưng có lợi cho việc. Thuốc tốt tuy đắng miệng nhưng chữa được bệnh. Thỉnh Bái công nghe theo lời khuyên chính trực của Phàn Khoái. Lưu Bang nghe xong thì thức tỉnh nhận ra sai lầm. Ông nhanh chóng ra lệnh đóng cửa cung điện, trở về doanh trại, lệnh cho quân lính không tàn sát bách tính, không làm chuyện vô pháp, bảo toàn văn thư quốc khố nhà Tần. Nhờ đó mà danh tiếng lan xa. Đây cũng là một bước đi đúng đắn giúp Lưu Bang thu phục lòng người. Lời khuyên của Phàn Khoái và Trương Lương không những có thể giúp Lưu Bang ức chế dục vọng, mà còn tạo tiền đề vững chắc giúp gây dựng cơ đồ nhà Hán. Một lời khuyên định giang sơn là có ý này. Một triết gia đã nói rằng: Người bạn thân nhất của ta là người chỉ trích những lỗi lầm của ta gay gắt nhất. Lão Tử cũng lại nói: Lời thật không hay, lời hay thì không thật. Chính là như vậy. Quý khán giả thân mến, với loạt bài Đi tìm nguồn gốc thành ngữ, Tinh Hoa TV mong muốn gửi đến câu chuyện về những điển tích, điển cố gắn liền với các nhân vật lịch sử, để giúp người xem hiểu hơn về những điều thần an bài và lưu lại cho con người hôm nay.